Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 771, Phỉ Vũ Thạch. Đây tuyệt đối là tồn tại không thể tưởng tượng được. Kiệt Sâm cũng đi lên, hắn cau mày, ngón tay khẽ vuốt qua bề mặt của nó, đồng thời tinh tế quan sát hoa văn bên ngoài và chất liệu. Đây là dị chủng tinh. Chuyện này làm cho Kiệt Sâm chấn động. Căn cứ chất liệu của hoa văn, khối tuyết linh tinh này chỉ còn sống, ít nhất cũng là dị chủng tinh trong cực phẩm tinh linh, thậm chí khả năng rất cao. Hơn nữa một khối lớn như vậy, khó trách giá lại cao như thế. Nhưng chỉ tiếc, khối huyết linh thạch này tồn tại thời gian quá lâu rồi. Linh khí tầng ngoài tán dật, chỉ có một ít vạn năm lịch sử. Khối tuyết linh thạch này hình thành vào thời thượng cổ. Mặc kệ khi còn sống là linh tinh gì, thời gian dài như thế này, phẩm chất là cao linh tinh. Có lẽ linh khí bên trong đã tiêu hao gần hết rồi. Kiệt Sâm lại quan sát cẩn thận, rồi sau đó nhìn không được lắc đầu thở dài. Tên Kiệt Sâm này tạo nghề đúng là không hề tệ đó. Vẹn vẹn là quan sát vài cái đã nhìn ra niên đại của khối tuyết linh thạch. Một ít lão giả ở bên kia giật mình. Khối tuyết linh thạch này ở đây có danh khí rất lớn, đã bày ra ở nơi này nhiều năm. Đã từng có mấy lão giả muốn cắt, cuối cùng lại thấy nó niên đại quá xưa. Cho dù là dị chủng trong linh thạch là tử nguyên tinh, vài vạn năm qua đi, linh khí cũng sẽ tàn hết. Tính đánh bạc quá lớn, bởi vậy một mực ở lại chỗ này. Khối nguyên tinh thạch lớn như thế lại không ai dám động, thì ra là có niên đại lịch sử quá lâu. Khó trách còn bày ở đây không ai giải được nó. Giọng thánh giật mình. Hắn có thể nhìn ra, những lão già hỏa kia cũng nhìn ra. Một khối tuyết linh thạch lớn như vậy, nếu như có linh tinh xác suất cao, Thánh Vương Đổ Tinh Phường cũng không bày ra ở đây. Giá định 1 ức linh tệ cố định. Nếu như Kiệt Sâm khôi phục tiêu chuẩn thực lực kiếp trước, có lẽ còn có thể phân biệt càng thêm cẩn thận. Nhưng mà hiện tại, Kiệt Sâm không muốn mạo hiểm. Sau khi xem qua không ít chất liệu đá, trong nội tâm của Kiệt Sâm chấn động. Đây là một tảng đá cổ quái, cũng không thể với tảng đá ở tầng 7, cùng thực lực của hắn bây giờ. Hắn không có 10 phần nắm chắc. Nếu như cường độ thân thể của hắn đạt tới kiểu giai thánh cấp, Kiệt Sâm còn có vài loại tài liệu biện pháp tiến hành phân biệt. Nhưng mà hiện tại, bát giai đỉnh phong như hắn nhìn không thấu, không thể không cẩn thận. Tảng đá kia... Dòng thánh kinh ngạc. Bọn họ lại gặp một tảng đá, giống như một mảnh vụn. Một đám cực kỳ rõ ràng. Phía trên mỗi khối, thậm chí còn có một tầng vân lân đặc biệt. Tảng đá kia gọi là Phỉ Vũ Thạch, định giá 800.000 linh tệ. Ngón tay của dòng thánh mơn trớn tảng đá, giật mình nói. Nó chính là đánh bóng thiên tiên. Lân vân phía trên vô cùng trơn trượt mịn mà, không giống như thiên tiên, mà một ít đổ tinh phường có đôi khi cũng dùng những kỹ xảo cực cao tiến hành đánh bóng đá, muốn bán được giá cao. Cái gì gọi là thiên tiên? Thánh Vương Đổ Tinh Phường là đổ tinh phường lớn nhất đấu linh thành. Còn khinh thường làm những chuyện như thế. Đổ tinh phường song tinh sư phó liền tiếng nói. Là tiên thiên. Một bên, Kiệt Sâm cẩn thận vuốt về vài cái, gật gật đầu. Sư phụ, người có thể nhìn ra cái gì? Dòng thánh âm thầm lên tiếng nói. Kiệt Sâm không lên tiếng, tinh tế phân biệt rõ, cuối cùng vẫn buông tha. Hắn cảm giác trong đó có gì đó, nhưng cảm giác không mạnh, khó có thể chính thức kết luận. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho nó. Sư phụ, người xem thử tảng đá đằng kia. Đúng lúc này, xa xa dòng thánh kinh hô. Bọn người Kiệt Sâm đi qua. Đây là một khối quáng thạch giống như tháp. Nó cao hơn 2 mét, toàn thân vàng xám. Trên thân tháp của nó có đường vân. Cả tòa bảo tháp phất trần bay thẳng, chỉ có một lưu lại một lỗ hổng màu hồng. Bảo tháp tĩnh đứng bên trong một gốc dưới cây đại thụ, lá rụng xuống, mang theo một loại pháp tắc đại đạo lưu chuyển. Bản thân dòng thánh là luyện kim đại sư, thoáng cái đã cảm nhận được ý nghĩa hàm xúc, hai mắt lập tức trợn tròn. Nhưng sau khi nhìn thấy giá cả của khối đá, hắn lại ngây người. Tảng đá kia lại yết giá tất 20.000 vạn, cho dù có sản xuất thánh tinh cũng không có gì hơn cái này. Dòng thánh ngơ ngác lên tiếng. Tiểu huynh đệ, khối bảo thạch hình tháp này, nó ở tầng thứ 9, có lai lịch đặc thù, phi thường kỳ lạ.
Người nhìn nó xuyên qua ánh mặt trời xem. Một đám lão già nhìn dòng thánh nói một câu. Xuyên thấu qua ánh mặt trời, dòng thánh nhìn thấy bảo tháp này dường như hơi sáng. Quanh quần xuất hiện từng đạo vầng sáng rực rỡ. Dòng thánh thoáng cái ngây ngốc. Đám lão giả xung quanh đột nhiên cười rộ lên. Vị này, tiểu huynh đệ, tảng đá kia chính là trấn viên trì bảo của tầng thứ 9. Vốn không nên đặt ở tầng 9, mà có lẽ nên đặt ở tầng 10 cuối cùng. Không thể dùng linh tệ mà mua sắm đâu, chỉ có thể dùng trí bảo để đổi. Chỉ có điều ngọn tháp thiếu thốn, cho nên đặt ở tầng thứ 9, ít giá 2.300.000.000. Có người phỏng đoán, trong đó bao hàm kỳ chân, chính là vật báu vô giá, cũng có thể không khám định được đâu. Kiệt Sâm vẹn vẹn liếc nhìn, sau đó lắc đầu rời đi. Tình quang thạch chủ ý là si mê và hấp dẫn, nhưng bảo thạch này thiếu một góc trọng yếu nhất, làm cho đạo vân không trọn vẹn. Trong đó, dù cắt ra bảo thạch, hơn nữa cũng bị tổn hại. Đừng nói hiện giờ Kiệt Sâm đang đổ tinh, không thể mua tinh quang thạch mắc như thế. Cho dù là có thể mua, hắn cũng không mua. Kiệt Sâm đang chọn đá, không thể định ra. Một bên khác, Lôi Áo Lôi Âu cũng đang trao mày, thành tàu trong rừng đá, không dám dễ dàng ra tay. Hắn dĩ vãng, tối đa cũng chỉ chọn đá ở tầng 7 và tầng 8. Còn ở tầng 9, tại Thánh Vương đổ tinh phường từ tầng thứ 10 là thạch viên mờ ảo ra. Cho dù là trưởng bối gia tộc của hắn, cũng không dám dễ dàng chọn đá. Dùng tạo nghệ của hắn vẫn còn kém đôi chút. Hắn và Kiệt Sâm đã xuất ra 2 ước, một ước dùng để mua đá, một ước khác dùng để đặt cược. Mà trong đá, động cái mấy ngàn vạn, bọn họ chỉ có cơ hội một lần, thua thì không có cơ hội thứ hai. Thậm chí có một ít tảng đá, giá của một ước cũng không đủ. Bọn họ đang rất cẩn thận, không để cho đối phương cơ hội bất cứ gì. Kiệt Sâm cùng Lôi Áo Lôi Âu, hai người đi lại trong thạch viên. Sau lưng có một đám người theo chân, ánh mắt nóng rát nhìn qua hai người. Những người này, đại đa số là con cái của những người cầm quyền trong thành. Còn có một chút, chính là cường giả tới xem đại lục tinh anh đại tài. Mặt bình tĩnh, trên người có khí tức lạnh mạnh mẽ, làm cho lòng người ta phải cả kinh. Lôi Áo Lợi Âu, hành tẩu trong thạch viên, tay phải không ngừng thiểm qua từng khối đá. Tay phải và ngón trỏ của hắn long lanh, giống như linh tinh lóng lánh. Đạo đạo bí mật đặc biệt hiện ra trong tay. Điểm thạch thành tinh thủ. Đây không phải linh lực, mà là một loại thức tinh, chi khí đặc biệt. Đối với tinh quáng thạch không tổn hao gì, ảo diệu hay thay đổi, có thể thăm dò tất cả biến hóa trong tinh quang, hiện ra trong đầu. Hết chương 771, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 772, Tinh Thần Thuật. Không ít người khiếp sợ, trong ánh mắt mang theo lửa nóng cùng hâm mộ. Đây là bí mật bất truyền tinh thuật của Mai Kiệt Tư gia tộc. Chỉ có người kế thừa gia tộc, luyện đến đại thành, có thể dò xét tất cả bên trong tinh thạch. Đối với người đổi tinh có hấp dẫn khó hiểu. Nhưng khi Lôi Áo Lợi Âu sử dụng điểm thạch thành tinh thủ, thì tinh quang trong tầng thứ 9 này cũng không đổi màu như tầng 7. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước. Tinh quang thạch ở đây đều tới từ thái cổ tinh quang. Có tính linh khí mạnh mẽ, tinh thuật bình thường không có biện pháp phân biệt, cho dù điểm tinh thù nghịch thiên đi nữa, cũng mất đi công hiệu. Tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là những người thấy Lôi Áo Lợi Âu phân biệt ở tinh tầng 7, tình huống của hai tầng khác nhau, làm cho người kinh ngạc không hiểu. Kỳ thạch khó khăn để phân biệt, cho dù là cường nhân có điểm tinh thuật mạnh mẽ cũng nhíu mày, không tuyệt đối. Lôi Áo Lợi Âu thần sắc ngưng trọng, nhiều loại thủ đoạn không ngừng thi triển ra. Cảm ứng thần thức, thấu tình linh nhãn từng cái thi triển là cho vô số người kinh hô, nhưng vẫn bất âm u bất định. Tình quáng thạch trong thái cổ tinh quang, tất cả có thể đem những tinh chi thuật mạnh mẽ trên thế gian này mất đi hiệu quả, làm cho người ta không thể phân biệt được. So ra mà nói, Kiệt Sâm có chút bình thản, thủ đoạn cũng bình thường không có gì lạ cả, không có thi triển tinh chi luật nghịch thiên, chỉ tinh tế gõ, dùng ánh mắt thường phân biệt tinh quang, làm cho người ta thất vọng. Thủ đoạn tầm thường này liệu có hiệu quả với những tinh quáng các tầng phía dưới? Nhưng ở tầng thứ 9, tinh quang thạch đến từ thái cổ tinh quang, hoàn toàn là vô dụng. Trong tinh quáng thạch, tất cả không thể dùng theo lẽ thường, quỷ thần khó lường, thần bí khó biết.
Không ít cường giả xem kiệt sâm truyền thạch ở tầng 7, thậm chí cũng hoài nghi kiệt sâm thời điểm ở tầng 7 có thể tìm ra linh lung tử nguyên tinh. Phải chăng đúng như bọn người Khoa Luân kêu gào lên, hoàn toàn dựa vào vận khí? Thủ đoạn của hắn quá bình thường, thuộc về loại phân biệt cơ bản nhất trên linh giới. Chỉ cần là người đổ tinh cơ bản đều có thể nắm giữ, bình thường tới mức người ta chẳng thèm sử dụng. Cuối cùng nhất, Lôi Áo Lợi Âu đứng trước một tảng đá có giá ít là 1 ức linh tệ. Tay phải cầm tảng đá này, thật lâu không chịu rời đi. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này thì thấp giọng hô lên. Rất hiển nhiên, Lôi Áo Lợi Âu Mai Kế Tư gia tộc nhìn trúng tảng đá này, thần sắc của hắn đặc biệt ngưng trọng. Đây là một khối hàng hổ thạch, là tảng đá cực giống như mảnh hổ nằm ngang, tứ chi phủ phục, trông rất sống động. Vẹn vẹn nhìn vậy, cảm nhận được khí thế khó hiểu truyền ra, cho người ta cảm giác áp bách khó hiểu. Thần sắc của Lôi Áo Lợi Âu ngưng trọng, đạo đạo sương mù trong mắt của hắn. Hai tay của hắn cầm khối hàng hổ thạch đặt lên đầu hổ. Một tia bí thuật đặc biệt không ngừng từ trong tay của hắn tiến vào bên trong. Tầng ngoài của tinh thạch quáng thạch xuất hiện từng vầng sáng. Cùng một thời gian, đỉnh đầu của Lôi Áo Lợi Âu xuất hiện một tầng bạch khí. Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, trên mặt hắn đỏ lên, nhìn thấy mà giật mình. Hàng hổ thạch đã biến thành trong suốt. Nó thực sự trở thành trong suốt, còn không ngừng xâm nhập vào trong. Cho dù là cường giả vây xem hay là bọn người dòng thánh đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy khối hàng hổ thạch màu cho đã trong suốt tới cực điểm, không ngừng tiến vào bên trong, làm cho người ta giật mình. Đây là loại đoạt tinh thần thuật, có thể xuyên thấu qua tất cả các kỳ thạch, nhìn thấy đồ vật ẩn chứa bên trong đó. Cái tên Lôi Áo Lợi Âu này ngay cả đoạt tinh thần cũng nắm giữ, thuật này đại thành có thể nói là vô địch tình giới. Ai, tên này còn rất trẻ, tạo nghệ phân biệt tinh sâu như thế, đúng là thế gian hiếm có. Theo ta hiểu, cho dù là tộc trưởng Mai Kiệt Tư gia tộc cũng không có học được đoạt tinh thần thuật đâu. Không thể tưởng được, đúng là quá kỳ lạ. Các cường giả hiểu rõ Lôi Áo Lợi Âu tinh thần thuật của các đại gia tộc trên mặt đều biến đổi, trong nội tâm động dung, nội tâm giống như có sóng thần cuồn cuộn. Ngay cả linh sư Thánh Vương Đổ Tinh Phường cũng ngừng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lôi Áo Lợi Âu. Kỳ thực bực này, cho dù là cao thủ Thánh Vương Đổ Tinh Phường như hắn, cũng không có ai nắm giữ. Một bên, bọn người song thánh trong lòng kinh hoàng, sắc mặt biến đổi. Kiệt Sâm lúc trước thể hiện thủ đoạn ở tầng thứ 7, làm cho bọn họ tràn ngập tin tưởng vào Kiệt Sâm. Nhưng nghe được người xung quanh nghị luận, biết được đây là kỳ tích nghịch thiên, trong nội tâm của bọn họ sinh ra cảm giác không ổn, lo lắng nhìn qua Kiệt Sâm bên cạnh. Hành hổ thạch không ngừng phát triển, nhưng tinh vân trong suốt không ngừng truyền ra ngoài. Xung quanh, tất cả mọi người đều mở to mắt, giống như muốn nhìn rõ xem bên trong hàng hổ thạch là cái gì. Ê, đồ vật trong đó phát sáng kìa. Đó là cái gì? Theo Lôi Áo Lợi Âu thi triển kỳ thuật, hào quang không ngừng kéo dài ra. Mọi người đều nhìn thấy, trong hàng hổ thạch kia dường như có một thứ gì đó tản ra hào quang màu vàng. Nhưng sau khi hàng hổ thạch không ngừng trong suốt, đã đình trệ lại, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may, làm cho người ta khó phân biệt được. Ai, quá nhanh, chỉ còn kém một chút, lập tức có thể nhìn ra đồ vật bên trong là cái gì rồi. Chỉ cần lại tiến vào một phần. Cường giả xung quanh sôi trào, trong miệng nhào nhào lên tiếng, ngữ khí kích động. Trước hàng hổ thạch, toàn thân của Lôi Áo Lợi Âu run rẩy kịch liệt, đại lượng mồ hôi từ trán của hắn chảy ra, mặt hắn đỏ bừng, thân thể run bần bật. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, toàn thân nhanh chóng thối lui, khóe miệng mang theo máu tươi, mặt tái nhợt đáng sợ, cổ hồ đứng không vững. Đại ca! Bọn người Khoa Luân đi lên đỡ lấy hắn. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Ê, không thể nhìn thấy bên trong là cái gì. Không ít người tiếc nuối lên tiếng, lúc trước chỉ có thể nhìn ra bên trong hàng hổ thạch có đồ vật, nhưng không nhìn ra đó là cái gì, không cách nào phân biệt rõ giá trị của nó. Nhưng chỉ cần biết là có là đủ rồi. Trong tầng thứ 9 này, đa số kỳ thạch, mọi người lo lắng trong đó không có gì. Không tiếc nuối, nếu như có vật, tất cả sẽ có vô số người tranh đoạt. Ánh mắt của mọi người biến thành lửa nóng, có chút cường giả đi xem qua khối hàng hổ thạch này rất hối hận. Lúc trước bọn họ đều do dự, nhưng chính là vì bỏ qua, không dám mua mới là đánh bạc.
Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn lên người của Lôi Áo Lợi Âu, xem hắn lựa chọn như thế nào. Một khi hắn lựa chọn buông tha, tuyệt đại đa số cường giả sẽ lao lên chọn nó. Lôi Áo Lợi Âu vào lúc này, gương mặt tái nhợt có một tia huyết khí. Hắn dãy dụa khỏi tay của bọn Khoa Luân, chậm rãi đi tới trước hàng hổ thạch, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu hổ rồi nói: "Ta chọn khối này." Hết chương 772, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 773, Thánh Tinh. Âm thanh tiếc hận, tiếng thở dài lập tức vang lên trong thạch viên. Lôi Áo Lợi Âu đã chọn quáng thạch, chỉ đợi giải thạch. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Kiệt Sâm đang tìm đá. Cho dù Kiệt Sâm còn chưa chọn đá, nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Kiệt Sâm không được tốt. Lôi Áo Lợi Âu thì triển đoạt tinh thần thuật làm cho mọi người thán phục, không có người nào hoài nghi chiến thắng của hắn. Đổ tinh là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Đổ tinh, 10 bạc đánh 9 thua, ở đây đều đá như thế, có thể giải ra tinh linh rất ít, nếu như muốn giải ra kỳ chân lại càng thêm khó. Bên cạnh Kiệt Sâm, Dòng Thánh và đám người khác cảm thấy không ổn. Lôi Áo Lợi Âu biểu hiện lúc trước làm cho nội tâm của bọn họ rất lo lắng. Trong thạch viên, Kiệt Sâm mặt không biểu tình, trong lòng vô cùng bình tĩnh, tiếp tục tinh tế phân biệt rõ một ít tảng đá. Hắn đi tới đi lui, không ngừng suy nghĩ ngừng chân trước kỳ thạch, cuối cùng cũng rời đi. Như thế nào đây, truyền ra chưa? Truyền không ra được thì trực tiếp nhận thua đi, còn hơn phí tiền mua đá. Bọn người Khoa Luân không thấy Kiệt Sâm hạ quyết tâm, trong miệng cười ra thành tiếng. Cứ tùy tiện chọn ra một khối đi, với vận khí của ngươi, nói không chừng có thần vật xuất thế đấy. Lôi Áo Lợi Âu đại ca là tinh thuần đại sư rồi, chỉ bằng ngươi là cái đồ nhà quê ở Tây Bắc, cũng dám đi đổ tinh của Lôi Áo Lợi Âu sao? Quả thực là không biết tự lượng sức. Một công tử ca đều trầm trọng khiêu khích, mỉa mai lên tiếng, muốn đánh gãy tư tưởng của Kiệt Sâm. Cấm miệng! Dòng Thánh hừ lạnh lên tiếng với Khoa Luân. Tướng bền thua cũng kêu gào, có dám đánh cược với ta? Bây giờ đại ca của ta và sư phụ của ngươi đánh bạc, có bản lĩnh thì thắng trận này trước đi. Song phương nhìn nhau chằm chằm, Khoa Luân một phương đắc ý không thôi, mà Dòng Thánh thì không cam lòng yếu thế. Cứ cho là hắn chậm rãi chọn đá đi, ta có muốn cho hắn thua không phục khẩu phục. Một bên, Lôi Áo Lợi Âu đạm mạc lên tiếng, ánh mắt của hắn lặng lẽ ác liệt, lau từ máu trên khóe miệng. Kiệt Sâm quay lại mấy lần, đi tới khối tuyết tinh thạch trước mặt. Hắn cảm giác tảng đá này kỳ lạ thật. Lúc trước hắn là dùng thủ đoạn xem xét qua, phát hiện ra khối tuyết linh thạch này có kết cấu quy mô nhất, dường như không quá vài vạn năm, có lẽ chỉ mới vạn năm thôi. Khi nhìn trình độ tán giật của linh thạch phát ra, nhưng tán giật vô cùng sạch sẽ, cho dù tốc độ tán giật linh thạch nhanh hơn nữa cũng cần thời gian vài vạn năm, càng không cần phải nói tới linh khí bên trong của nó. Sau khi Kiệt Sâm xem xét suốt nửa ngày, trong lúc này, Kiệt Sâm phát hiện ra cái gì đó, đem tảng đá này giơ lên cao, quan sát xuyên thấu qua ánh mặt trời. Vầng sáng màu vàng của nó che kín đôi mắt của hắn, đôi mắt của Kiệt Sâm sáng lên. Ta, tuyển tảng đá này. Sau khi buồng tuyết thình thạch ra, trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Ê, cái tiểu tử này cho rằng nhìn qua ánh mặt trời là có thể nhìn xuyên thấu được tuyết tinh thạch sao? Chẳng lẽ là tinh thuật trong truyền thuyết à? Cao minh đấy, cao minh đấy. Thủ pháp thạch thuật cỡ này mọi người nên học theo thật tốt, vì này chính là cao thủ dạy ra tứ nguyên tinh lúc trước đó. Ê, bội phục, thật là quá lợi hại. Bọn người Khoa Luân thái độ trào phúng, chỉ muốn giễu cợt người khác. Sư phụ, người thực sự đã quyết định. Một bên, Dòng Thánh lo lắng lên tiếng. Hắn lúc trước từ trong miệng của mấy lão giả biết được, khối tuyết tinh thạch này có lịch sử mấy vạn năm, trong đó căn bản không có khả năng lưu lại cái gì hết. Xem ra, hắn thực sự cái gì cũng không biết. Lúc trước từ trong phế thạch giải ra tử nguyên tinh, căn bản, đúng là chỉ là vận khí. Không ít cường giả chung quanh thở dài, cười cợt. Bởi vì khối tuyết thình thạch này không được ít cao thủ xem qua, cuối cùng cũng buông tha nó. Có một tinh vật nổi tiếng cùng lên tiếng khẳng định bên trong đó không có thứ gì cả.
Nếu như Kiệt Sâm lựa chọn kỳ thạch, có lẽ vẫn còn một ít cơ hội. Nhưng khi thấy Kiệt Sâm lựa chọn khối tuyết tinh thạch này, trên mặt mang theo thất lạc tới cực điểm. Một mực chú ý tới Kiệt Sâm, Lôi Áo Lợi Âu phát hiện ra Kiệt Sâm lựa chọn khối tuyết tinh thạch này, cũng lập tức nhịn không được cười sỉ ra tiếng. Mỗi lần Kiệt Sâm lựa chọn đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn còn cho rằng, vận khí của mình tể thiên, chọn cái gì cũng ra tinh linh sao? Nếu như ngươi muốn đổi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội đổi. Lôi Áo Lợi Âu đạm mạc lên tiếng. Không, chính là khối này. Kiệt Sâm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng nói. Ồ, đã như vậy thì giải thạch thôi. Lôi Áo Lợi Âu không hề lên tiếng, đi tới giải thạch. Giải thạch, giải thạch. Cường giả xung quanh đều lên tiếng, đều hy vọng lập tức biết được sẽ giải ra cái gì. Đặc biệt là khối hàng hồ thạch trong tay của Lôi Áo Lợi Âu. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy kết quả. Sắc mặt của mọi người Khánh Vương, Đổ Tinh, vô cùng khó coi. Vốn biết được hai tiểu bối này đi tới nơi này giải thạch tiêu hao số tiền lớn, còn vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy phân biệt tinh chi thuật của Lôi Áo Lợi Âu, sắc mặt lại xanh lét. Ở mỗi tảng đá ở đây, Thánh Vương Đổ Tinh Phường đều mời đại sư xem qua, xác định tỷ lệ ra tinh linh không cao lắm, mới lấy ra đổ tinh. Nhưng không nghĩ tới khối đá hàng hổ thạch này còn có tinh linh. Bọn đại sư đại thổ tinh của Bạch Phường đều có như giải qua thứ thần kỳ, thực sự làm cho bọn họ đau lòng. Tất cả mọi người đi tới một nơi hẻo lánh của thạch viên, hai kỳ thạch giá trên trời này cùng đặt với nhau. Lần tuyển thạch này, hai người quy định 1 ức tệ, trùng hợp là hai người chọn đá đều có giá trị là 1 ức linh tệ, không nhiều không ít. Giải thạch, giải thạch. Đám cường giả ở bên cạnh chờ mong, lên tiếng thúc giục. Lôi Áo Lợi Âu giải trước. Ờ, đúng vậy đấy, giải hang hổ thạch trước đi. Đúng, chúng ta muốn xem hang hổ thạch. Không ít cường giả lên tiếng, ánh mắt cực nóng, không thể chờ đợi được, tràn ngập chờ mong đối với hang hổ thạch này. Giờ khắc này, tất cả mọi người rất khẩn trương, tâm thần không chút phần tán, tập trung chữ xú ý, cùng đợi khai quật hang hổ thạch trước mặt. Sau tiếng động rầm rĩ lớn, thạch viên rất nhanh bình tĩnh trở lại, yên tĩnh im ắng. Lúc này đây, ta sẽ tự mình giải thạch. Lôi Áo Lợi Âu lên tiếng nói với thạch sư của Thánh Vương Đổ Tinh Phường, sau đó lấy một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong bầy đặt có hơn 10 thanh đao chất liệu khác nhau, dùng cho việc giải thạch. Hình dáng của đao không giống nhau. Lôi Áo Lợi Âu lấy một thanh đao màu đỏ thẫm giải thạch, bắt đầu động thủ. Cho dù trước đó không nhìn ra thứ bên trong hang hồ thạch là gì, nhưng động tác của Lôi Áo Lợi Âu không chút vội vàng sao động. Đao đầu tiên rơi vào tai hổ, chém xuống một khối nhỏ. Đao thạch rung rung, một khối đá rơi xuống dưới, bên trong cái gì cũng không có. Trực tiếp giải thân thể. Đạo ánh sáng lúc trước nằm ở phần bụng. Hết chương 773, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 774, Thánh Tinh. Không ít cường giả lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Lôi Áo Lợi Âu lại mắt điếc tai ngơ. Tinh thuật thế gia giải thạch phi thường chú ý, tự nhiên có biện pháp giải thạch của mình. Hơn nữa lúc trước Lôi Áo Lợi Âu tuy cũng nhìn thấy có ánh sáng ở phần bụng, nhưng khối hàng hổ thạch này cho hắn cảm giác kỳ dị, làm cho người ta phát sinh ra ảo giác. Đặc biệt là những quáng thạch ấy lấy ra từ thái cổ linh quáng trong 7 đại cấm địa. Lôi Áo Lợi Âu càng cực kỳ thận trọng, không dám có chút lười biếng cùng chủ quan. Đạo giải thạch đỏ thẫm không ngừng tung bay, giống như một đạo hỏa diễm, lại ôn hòa như nước. Lôi Áo Lợi Âu không dám chủ quan, động tác yêu mỹ mà nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa, không giống đạo thuật của thế gian. Đá vụn bay tán loạn, mũi đao nhảy động, từ trên khối đá rơi xuống, rồi sau đó bị chấn động thành bột đá, rơi trên mặt đất. Cả khối hàng hổ thạch đang nhanh chóng bị rút nhỏ lại, trên mặt đất chồng chất một tầng bột đá dày đặc, nhưng không có gì hết. Giờ phút này, trong thạch viên yên tĩnh tới cực điểm, chỉ còn lại âm thanh giải thạch và tiếng hít thở của mọi người xung quanh. Tất cả mọi người lại nín thở, không dám phát ra chút thanh âm gì, hai mắt như điệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào hang hổ thạch đang rút nhỏ. Lôi Áo Lợi Âu hết sức chăm chú,
ánh mắt của hắn ngưng trọng, đầu nhập tâm vào trong đó, ngăn cách tất cả mọi thứ xung quanh. Trong cảm giác của hắn, chỉ còn lại đao trong tay và khối hàng hồ thạch bị rút nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, động tác của Lôi Áo Lợi Âu càng ngày càng chậm, cả khối hàng hồ thạch bây giờ bị cắt nhỏ còn 1/2. Động tác của hắn càng ngày càng nhu hòa, hạ đao như đánh đàn, sự phá hư kỳ chân thai nghén trong vật liệu đá. Lôi Áo Lợi Âu vào lúc này, đao giải thạch của hắn cách địa phương phát sáng lúc trước gần như chỉ còn lại 1/1. Thần kinh của tất cả mọi người căng cứng, gần như hít thở không thông, ánh mắt không hề chớp động, ngóng nhìn hang hồ thạch trên mặt đất, không dám có chút phân trần. Bỗng nhiên, một đạo thần quang phóng lên trời, chiếu sáng cả thạch viên, hào quang chiếu sáng thảm cỏ óng ánh. Hào quang sáng chói, linh khí nồng đậm trùng thiên, không ngừng phập phồng giống như sóng lớn, lan tràn ra khắp bốn phía. Đến mức, lỗ chân lông của tất cả mọi người nở ra, toàn thân thư thái sảng khoái, giống như tắm trong biển linh khí. Ê, đây là cái gì vậy? Hả? Là cắt ra chân kỳ gì? Để ta xem. Giờ khắc này, cả thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì hào quang của quỷ vật này quá mức kinh người, vẹn vẹn chỉ có một chút hào quang bên trong lộ ra ngoài. Có thể nghĩ nó quý hiếm như thế nào? Tất cả mọi người mở to hai mắt, ngóng nhìn qua khe hở đó, hào quang sáng chói, không thấy rõ hình dáng. Thần sắc của Lôi Áo Lợi Âu kích động, ánh mắt của hắn ngưng trọng, lại lấy một thanh đao khác ra, lưỡi đao nhu hòa như gió mát, một tầng tầng bột đá rơi xuống, vô cùng tiếu tâm, sợ cắt phạm. Hào quang của kỳ trần lại càng lớn, bóng đá không ngừng rơi, hào quang cực sáng, chiếu sáng cả thạch viên. Linh khí nồng đậm như biến thành biển cá, không ngừng phập phồng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được linh lực khủng bố bao hàm bên trong, nồng đậm làm cho người ta biến sắc. Ê, thánh tinh, không ngờ là thánh tinh đó. Chỉ là một khối thánh tinh lớn, trong đó bao hàm dục dinh khí, cường hãn tới kinh người đó. Tất cả cường giả sôi trào, bởi vì một khối thánh tinh to như quả thế quá hiếm thấy, không ngờ có người nào không có tâm động. Thánh tinh chính là một trong những loại có phẩm chất tốt nhất của tinh linh. Đối với tu luyện của bất luận là linh sư gì cũng có trợ giúp rất lớn. Cho dù là cường giả bát giai đế linh sư cũng có công hiệu to lớn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Khối thánh tinh lớn như thế này, suy đoán chủ quan, giá trị ít nhất là 2 ức linh tệ đó. Hả? 2 ức sao? Ê, đây chỉ là định giá thôi, giá trị thực tế của nó còn hơn ra đấy. Thánh tinh là bảo vật thất giai, kỳ thực là chân chính, hơn nữa còn là khối lớn như thế. Khối thánh tinh này suy đoán chủ quan một chút cũng tương đương với mấy khối tinh thạch nhất giai. Không ít người nhào nhào nghị luận lên tiếng, thần sắc tràn ngập rung động. Trên đại lục, bất luận bảo vật gì cũng dựa vào vật phẩm cấp mà phân chia. Dùng tam chiếu, chính là linh thạch. Nhất giai linh thạch là bảo vật nhất giai, cấp 2 linh thạch chính là bảo vật cấp 2, cứ như vậy mà suy ra. Nhưng trên thực tế, linh thạch chỉ là bảo vật kém cỏi nhất mà thôi. Giống như đem linh hạch lục giai ra, đấu giá, ước chừng chỉ có giá mấy trăm vạn linh tệ, mà thất giai linh thạch, trước ước chừng mấy ngàn vạn tới 1 ức linh tệ mà nói, những bảo vật thất giai chân chính không chỉ có cái giá này. Đã ngoài thất giai, không rõ ràng, đều là bảo vật vô giá, chỉ có thể dùng vật phẩm đồng cấp đổi lấy, mà không thể dùng linh tệ để mua. Dùng linh tệ định giá trị, chính là thấp hơn 1 cấp. Sau khi biết được giá cả chân chính của thánh tinh, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, bởi vì thánh tinh, thất giai trí bảo, giá trị căn bản không thể dùng linh tệ để suy tính. Lôi Áo Lợi Âu nhanh chóng đẩy ra một cái hộp, rồi sau đó cho viên thánh tinh nhỏ vào bên trong, để người linh khí tinh khiết tán giật. Với tư cách là một gã cao thủ tinh thuật, Lôi Áo Lợi Âu tự nhiên tùy thân mang theo đủ hộp bên người. Không còn thánh tinh, hào quang thủ liễm, linh khí nồng đậm trong viên thạch tán đi. Tất cả mọi người thở dài không thôi, còn mắt đỏ thẫm. Thánh tinh xuất thế, đã nhiều năm qua không có người nào giải được thánh tinh. Tin tức truyền đi, đủ cho đấu linh thành chấn động. Tiểu tử Mai Kiệt gia tộc, khối thánh tinh này, lão phu nguyện bỏ qua 2 ức 5 ngàn vạn linh tệ để mua. Một lão giả lên tiếng. Ê, thánh tinh, há có thể dùng linh tệ để so sánh. Lôi Áo Lợi Âu, khối thánh tinh này, lão hủ nguyện ý dùng 5 miếng thất giai linh hạch đối đoái.
một ít cường giả nhào nhào lên tiếng, muốn mua thánh tinh này trong tay của Lôi Áo Lợi Âu. Chưa vị tiền bối, gia tộc của vãn bối chuyên môn mua bán tinh linh, công dụng của thánh tinh này vãn bối cần mang về gia tộc để cho gia phụ định đoạt. Lôi Áo Lợi Âu cung kính lên tiếng. Tất cả mọi người đều thở dài lên tiếng. Thánh tinh này nếu như mang trở lại Mai Kiệt Tư gia tộc, còn muốn đạt được, giá cả nó cũng sẽ lớn hơn. Đám tiểu tư Tây Bắc, sao các người kinh ngạc đến ngây người rồi chứ? Cái này xem ra các người lật bàn thế nào đây? Chỉ bằng các người cũng muốn đổ tính với đại ca của ta. Quả thực là muốn chết mà. Khoa Luân nhìn về phía bọn người Kiệt Xâm, trong miệng cười ha hả, hùng hằng càn quấy tới cực điểm. Tiểu tử vô tri, hiện tại biết rõ cái gì gọi là tinh thuật đại sư chưa? Tự cho rằng có chút bổn sự, không biết trời cao đất rộng. Thật tình không biết người giỏi còn có người giỏi hơn à? Thiên ngoại hữu thiên, về sau nên kín tiếng đi. Một tên công tử giang hồ lên tiếng. Hết chương 774, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Andy, chương 775, Thiên Địa Dị Tượng, Khai Quật Thần Vật. Đại ca hắn giải ra một khối thánh tinh lớn như thế, bọn Tây Bắc các người nhất định là thua. Một thanh niên khác vô cùng càn quấy nói ra. Bọn người Dông Thánh cũng ngây người một chỗ, thánh tinh xuất thế, làm cho bọn họ kinh sợ, trong nội tâm không có suy nghĩ lật bàn. Một bên, người của Thánh Vương Đồ Tinh Phường, sắc mặt khó coi như phụ mẫu chết. Những cao thủ thạch sư bọn họ đã đem qua tất thầy đá ở đây, đem những khối ít có khả năng sinh ra kỳ chân ra ngoài. Không nghĩ tới lại đổ ra một khỏa như vậy, hối hận thối ruột. Trên mặt của Lôi Áo Lợi Âu cười cao ngạo, đi tới trước mặt Kiệt Sầm đạm mạc nói. Nói thật, ta phải cảm tạ người. Nếu không có người, hôm nay ta cũng không liều mình đánh cược một lần, lại đạt được kỳ chân quý như thế. Thần sắc của hắn cao ngạo, giống như đế vương bao quát thần dân. Thánh tình xuất thế, làm cho nội tâm của hắn kích động, cũng tràn ngập ngạo khí. Trên mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, không có chút nào khác thường, cười nói. Đừng có nóng lòng nói lời cảm tạ. Trên thực tế, ta cũng nên cảm tạ ngươi. Lúc trước ta còn lo lắng cho ngươi nếu giải ra thứ gì không tốt, một ước linh tệ đặt cược sẽ biến thành quá rẻ mạt. Hiện tại cũng coi như là không tệ đấy. Thánh tình của ngươi giải ra, miễn cưỡng vừa mắt ta. Kiệt Sâm nói ra lời này, bọn người Khoa Luân vốn sững sờ, lập tức cười ồ. Ê, cái tên Kiệt Sâm này đúng là thần kinh. Này, ai giúp xem đầu óc của hắn có hư mất rồi chưa? Lời như thế mà cũng nói ra được à? Thôi, mọi người đừng có trách hắn. Dù sao cũng là tiểu tử từ nông thôn, nghèo kiết cả xác ra. Đời này còn chưa thấy qua bảo vật như thánh tinh đâu, mắt mù cũng là điều đương nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy, tư duy có một chút hỗn loạn. Chúng ta cũng nên hiểu cho nó. Bọn người Khoa Luân cười phá lên, nước mắt cũng chảy ù ra ngoài. Cường giả xung quanh lắc đầu, có người đồng tình, có người nhìn có chút hả hê. Giải ra một khối thánh tinh lớn như vậy, Kiệt Sâm thua là chắc chắn, không còn bất luận cơ hội lật bàn. Các người nói cái gì, cười cái gì? Trong viên đá của thiếu gia có thứ tốt đó. Một bên, Khắc Lôi Nhã vùng vẩy nắm đấm lên tiếng. Thứ tốt sao? Tiểu muội, bây giờ ngươi nên giải giúp thiếu gia ngươi đi. Ta đây có thứ tốt này, có muốn xem không? Khoa Luân cười rất hèn mọn bỉ ổi, cười đều thành tiếng. Bỗng nhìn hai mắt của Kiệt Sâm ngừng tụ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn qua, nhìn chăm chú vào nụ cười của Khoa Luân, thần sắc của hắn lạnh như băng, làm cho người nào nhìn thấy trái tim cũng băng giá. Một cỗ hàn ý lạnh như băng từ trong lòng bàn chân của Khoa Luân dâng đến đầu. Hắn cả kinh, lời nói trong miệng dừng lại, mang theo sự sợ hãi lùi ra phía sau hai bước, trốn ở sau lưng của Lôi Á Lợi Âu. Ở đây không ít cường giả cảm nhận được cỗ uy áp này xuất hiện trên người của Kiệt Sâm, bạo phát ra ngoài, trong lòng đều nhịn không được dùng mình. Ý niệm trong đầu, mọi người đều lùi ra sau một bước. Ây, uy áp này thật là cường đại đó. Tên tiểu tử này quả là quán quân của đại lục tinh anh đại tái. Quả nhiên không phải là đơn giản dựa vào vận khí đâu.
Các hạ, uy phong thật là lớn, nhanh giải thạch đi. Lôi áo lưỡi âu ngừng trọng lên tiếng. Đúng đấy, giải thạch đi. Giải thạch bình luận cao thấp đi. Không ít cường giả nhào nhào lên tiếng. Kiệt Sâm không nói gì, hào quang trong tay lóe lên, hắc sắc trọng kiếm lúc này đã xuất hiện trong tay của hắn. Hả? Đó là huyền thiết trọng kiếm. Tên tiểu tử này muốn dùng binh khí nặng để giải thạch sao? Rốt cuộc hắn có đầu không thế? Tất cả mọi người trừng mắt líu lưỡi, hành vi của Kiệt Sâm làm cho người ta phải giật mình, làm cho nội tâm của mọi người đập nhanh. Giải thạch cần dùng thạch đao chuyên dụng, chuyên môn dùng để giải thạch, đồng thời còn bảo vệ kỳ chân trong đá. Một trọng kiếm lớn như vậy, nói không chừng có chút sai lầm, cũng cắt nát vật liệu đá bên trong mất. Vậy nhưng Kiệt Sâm, rất nhiều người triệt để im lặng. Dùng binh khí giải thạch, đây là chuyện vô tri cỡ nào? Chuyện này giống như con người mang bom lên người, đi tới chỗ đồng rồi để tự sát. Này tiểu tử, ngươi không hiểu giải thạch như thế nào thì nên giao vật liệu cho thạch sư trong thạch phường giải đi. Đây là thánh vương đồ tinh phường, giải thạch không tốn tiền. Đúng thế đấy tiểu tử, ta thấy người nên mang cho thạch sư giải thạch đi. Tất cả mọi người đến khuyên can, mang theo hảo ý. Ngay cả bọn người dòng thánh cùng địch ni toa cũng há hốc mồm. Sư phụ hắn không khỏi khóa khí phách. Sư phụ à, người có nắm chắc sao? Dòng thánh tới gần Kiệt Sâm lặng yên hỏi. Chỉ có khối tinh thạch này mới có thể mở ra chân phẩm. Ta cảm giác nó rất quý giá, nhưng không rõ là cái gì, cũng không xác định. Nhưng mà có thể nhất định là nó không bình thường đâu. Kiệt Sâm đáp lại. Sau khi nói câu này, Kiệt Sâm liền giữ im lặng, không nói nữa. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào khối tuyết linh thạch trước mặt. Cứ như vậy nửa ngày, đột nhiên bỗng nhiên hai mắt của Kiệt Sâm sáng người, thần hắc sắc trọng kiếm trong tay trở mình bay lên. Vô số ô quang đảo qua huyết tinh thạch, giống như du long hắc sắc, quay quanh khối nguyên tinh thạch này đến mức một tầng bột đá óng ánh rơi xuống. Đám người cường giả trong thạch viên sững sờ, lập tức trên mặt mang theo nét khó tin. Hắc sắc trọng kiếm nặng hơn 100 cân, ở trong tay của Kiệt Sâm giống như một thanh đao rất nhỏ, tràn ngập nhẹ nhàng cùng phiêu giật. Hắc sắc ô quang chớp động, Kiệt Sâm cử động nhược khinh, bước chân di chuyển cùng xung quanh khối linh thạch. Một tầng huyết sắc đảo quanh viền đá, bột đá không ngừng bay xuống, vô cùng ổn định, không có khối nào lớn hơn móng tay. Nhìn thấy một màn như vậy, không ít cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là một ít cao thủ sử dụng kiếm như thấy quỷ, bởi vì nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng được. Từ trên người của Kiệt Sâm, bọn họ không cảm thụ được chút linh lực chấn động nào. Nói cách khác, Kiệt Sâm hiện tại hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể để huy động trường kiếm mà không sử dụng bất cứ linh lực nào. Đây là động tác không thể nói là gian nan, nhưng cần lực lượng cường đại và sức khống chế mạnh mẽ, cũng không phải ai cũng làm được. Nhưng đây cũng không phải là chuyện khó tin nhất. Dù sao, tùy khó, nhưng chỉ cần thất giai hoàng linh sư cường đại dốc lòng ra tay, tại nghệ kiếm thuật tới trình độ nhất định là có thể làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là hòn đá kia phải là hòn đá bình thường. Nhưng khối đá ở trước mặt của Kiệt Sâm chính là tinh quáng thạch xuất xứ từ trong thái cổ tinh quáng, trong thất đại cấm địa. Độ cứng của nó căn bản không phải là nham thạch bình thường có thể so sánh. Càng thêm khoa trương đó là tinh quáng thạch này là loại cứng rắn nhất trong số tinh quáng thạch, là dạng tuyết tinh thạch. Muốn làm được hành động như trong nhược khinh như Kiệt Sâm, không làm hư hao kết cấu của linh thạch, một tầng một lớp lấy ra, trong cường giả ở đây chỉ sợ không ai làm được. Phải biết rằng trong cường giả ở đây không có ít người là cường giả bát giai đế linh sư, thậm chí còn có mấy bát giai cao cấp cùng đỉnh phong đế linh sư. Nhưng đối với bọn họ mà nói, hiện tại Kiệt Sâm làm dễ dàng, nhưng bọn họ làm không được. Hết chương 775, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.